chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem vườn sen mẹ mình trồng ha. Chứ mình không có biết trồng. Đây là bông sen, này là bức sen ha. Còn cái này là nhụy sen. Ở đây thì sen nó mới tàn hết rồi các bạn. Nó đã ra búp sen hết rồi. Vài bữa nữa là sẽ có hạt sen đấy, nấu chè ăn luôn. Mình sẽ quay cho các bạn coi cái búp này nó to to mà nó sao quá. Ông này rất là đẹp.